nay mười mấy năm giờ nay cây nó năm mục hết rồi. Cả nhà xem giữa hai cái phần á, trong nhà với lại cái mái ở trước á, là đến nỗi mà phải dùng những cái tấm bạc như thế này dăng ngang qua để cho mưa nó khỏi dột phải không chị? Rồi bạc nó cũng mục luôn rồi kìa. Tại vì bà cô đấy, bà nói ông là bệnh có phần căng rồi vậy mà phải thưa rồi lên là cho nó nhẹ nhàng cho khơi cái hành cái xác cứ bách bệnh nhất vậy. Rồi bây giờ nói dần cái chỗ đó lên rồi có sao nói vậy là dần lên ông mạnh phải không đi xuống bệnh viện được hơn nửa năm mà. Xin chào cả nhà, hiện tại Nhân đang có mặt tại tỉnh Phú Yên và ngày hôm nay Nhân sẽ đi thăm một gia đình mà ở đó thì chỉ có mấy mẹ con sống với nhau cả nhà. Nghe nói rằng là chồng của chị gái đã không may mắn qua đời rồi. Và cái căn nhà của mấy mẹ con thì mưa nó dột và sống thì rất là tạm bợ cả nhà. Vì vậy ngày hôm nay Nhân quyết định là Nhân đến Nhân thăm gia đình, xem thử là hoàn cảnh của gia đình chị gái như thế nào. Và mình sẽ cố gắng mình giúp đỡ được cái phần nào đó trong cuộc sống thì mình giúp. Thì bây giờ mời cả nhà hãy cùng với Nhân tiến vào bên trong cái khu vực gần núi này để mà thăm gia đình chị ấy nha. Thì cả nhà cũng có thể thấy rằng là ở đây không khác gì một cái miền quê ở vùng núi cả nhà. Tuy rằng ở đây là sát bên trung tâm thành phố nhưng mà khu vực ở đây rất là yên tĩnh và yên bình luôn. Phía sau kia là những cái dãy núi rất là cao. Ở đây có một ông chú đang làm vườn cả nhà. Chú ơi, con thấy cái lá này nó quen quen mà cái lá này lá gì vậy chú? Dạ? Khoai mài à? Vậy là cái khoai mài mà thời bao cấp hay ăn phải không chú? Bây giờ vẫn còn dùng hả chú? Cái vườn mai này là của chú hay là chú trồng cho người ta? Wow, cái vườn mai rất là nhiều những cây mai đẹp như thế này cả nhà. Và những cây mai này thì khi mà Tết đến á thì sẽ rất có giá trị. Bởi vì mùa xuân là mùa của hoa mai đua nở nha cả nhà. Mỗi cây mai ở đây thì ít nhất là phải vài triệu một cây nè, phải không chú? Tùy theo cây ạ. Vậy thì coi như đây là những cái củ hồi môn của ông chú nè. Thôi chúc chú sức khỏe nha. Đây cây khoai mài nha cả nhà, lá to ghê ha. Củ của nó chắc cũng bự lắm nè. Thôi ở đây bà con trồng mai nhiều quá trời luôn. Kể một vùng mai này đó nha. Mà cái khung cảnh ở đây mình cảm thấy nó rất là thích luôn. Bởi vì là nó tuy là nó là thành phố nhưng mà giống như kiểu là miền quê nằm ở giữa lòng thành phố vậy á. Và đây là cái nơi sinh sống của mấy mẹ con của chị gái sống ở trong cái khu vực này cả nhà. Ủa, ở phía bên kia mình thấy có thờ cúng gì á. Chị ơi, chào chị. Em tới em thăm chị á. Dạ, cho em hỏi thăm xíu nha. Chị với lại mấy đứa nhỏ sống ở trong đây hả chị? Cả nhà xem nè, một cái căn nhà mà xây rất là tạm bợ luôn. Cái vách này ai xây cho chị đây? Học chứ cũng nhờ mấy anh em thợ rồi tên làm. Dạ. Giúp cho mình, cho mình cũng đâu có làm được đâu. Làm được. Ủa, cái bức tường này là ai xây cho chị? Nhờ thợ xây. Trời ơi, thợ hả? Thợ xây tường sao xây cái bức tường đẹp quá vậy? Mình cũng đâu biết. Ở cả nhà xem bức tường nè. Ai đến cũng quơ hết. Nó cong như thế này và nó quẹo qua bên kia và nó uốn qua bên nọ. Rồi người ta xây cho chị, người ta có lấy tiền không?
Không, xây giùm cho ông. Hèn gì, xây giùm là đúng rồi. Nếu mà xây có tiền nó khác rồi. Rồi cho nhà xem cái bức tường này. Nói thiệt cho mình không phải là cái người mà là thợ xây, nhưng mà mình nhìn cái bức tường mình thấy nó, mình rất là sợ nó đổ sập luôn cả nhà. Bởi vì nó cong quẹo quẹo á, sợ lắm. Đây là không gian sống của chị, là hiện tại là có bao nhiêu người con? 4 đứa. Trời ơi, 4 đứa con. Trời, nhìn cái góc học tập gì mà thấy thương hả chị? Thằng nó đi học miết tụi đó bỏ bơ để đâu có thời gian rảnh đó mình dọn dẹp với lại con chặt chậu á. Chị có thờ Phật đó ha? Ui mà sao chị thờ nhiều quá vậy? Ai bảo chị thờ? Đây là hầu còn ông xã. Ông xã bệnh, nói chung là mình cũng đi. Người ta nói cái gì thì mình cũng nghe, tại vì bệnh quá, bệnh nhiều mình cũng đâu có biết đâu được. Thì nói là cái kinh cung mạng của ông xã là thờ vậy á. Dạ dạ dạ. Mình phải thờ cho nó nhẹ nhàng, cho nó bớt bệnh đeo. Thì mình nghe vậy thì mình cũng làm theo vậy. Dạ. Chứ giờ mình cũng đâu có biết được. Em thấy rằng là cái phần mái nhà mình á, đây là làm bằng xi măng đúng không? Đây là hậu tôn xi măng làm đây mười mấy năm luôn mà. Trời, tôn xi măng nha cả nhà, rất là nặng nha. Mà cũng có thể thấy rằng là chị dùng những cái cây mà nó đơn sơ, cây tre cái đồ này mà mình thấy nó cong rồi này. Bởi vì cái ngói, cái tôn xi măng này nó rất là nặng. Nó được một cái là nó không có nóng đúng không? Là cái mùa nắng á, nó sẽ giảm nhiệt độ lại, nó đỡ nóng hơn cái tôn kia. Nhưng mà bây giờ người ta thiết kế cái tôn lạnh đó, nó tốt hơn cái tôn xi măng này rồi nè. Mà mình thấy cái tôn xi măng này nặng quá cả nhà. Công mấy cây hết rồi. Mấy cây làm này mà mấy năm không làm cũng làm tạm bợ. Chứ cũng đâu có tiền. Này mười mấy năm giờ này cây nó mục hết. Cả nhà xem giữa hai cái phần á, trong nhà với lại cái mái ở trước á, là đến nỗi mà phải dùng những cái tấm bạc như thế này dăng ngang qua để cho mưa nó khỏi dột phải không chị? Rồi bạc nó cũng mục luôn rồi kìa. Đấy hầu trái viên bạc, viên một tấm da vậy không, nó một u giờ nó cháy mình lấy đâu mình dần. Dạ. Chị đi ra ngồi đây em hỏi thăm xíu. Trước khi trò chuyện với chị gái thì đi tham quan nhà xíu cả nhà. Ủa ai tặng mấy cái đèn năng lượng mà chị không lắp à? Đấy cũng cho đỡ treo về vườn bông á. À, treo ở ngoài vườn bông ha. Vậy là chị có trồng bông hả? Có, cũng trồng một ít đỡ có xây sở cho mấy nhỏ. À, có trồng một ít hoa để lo cho mấy đứa nhỏ ha. Em thấy ở phía không gian phía ngoài kia có cái nơi thờ cúng là thờ cái gì vậy ngoài đó chị? Thì cái đấy hâu ông xã con ấy. Thì người ta nó cũng nói vậy, làm cho ông cũng nhẹ nhàng vậy. Vậy chứ rồi hồi bà cô ở Sài Gòn bây giờ bà làm à. Chị dắt em ra đó xem thử được không? Mình vào trong cái khu vực đất này mình thấy cũng hơi là lạ. Đây là hầu xưa kia là đất nó cũng không có gì hết. Xong rồi ông xã ông bệnh đó chứ bác cô bà đi gì rồi nói chung là bà cũng chữa. Nói chung là hầu thời gian ông nằm bệnh viện 3 tháng suốt luôn. Rồi bà gặp bác cô đấy rồi bà nói ông là bệnh có phần canh rồi vậy mà phải thơ rồi lên là cho nó nhẹ nhàng cho khôi cái hành cái xác cứ bách bệnh miết vậy. Rồi bây giờ nói dựng ở chỗ đấy lên rồi cái sao nói vậy là dựng lên ông mạnh phải không đi xuống bệnh viện được hơn nửa năm mà sau một cái thời gian dịch á, xong rồi dịch cái bắt đầu cái anh trở bệnh trở lại cái mắt á. À vậy là cái lúc mà ông xã bệnh quá nhiều rồi phước chủ may thầy á, mình cứ đi mình hỏi thăm mình tìm hiểu để mình chạy chữa về mặt y học và kèm theo đó là mình tin tưởng về mặt tâm linh nữa để xem thử là có thuyên giảm hay không. Nhưng mà khi chị
lập trang thờ rồi như thế này thì ông xã có thuyên giảm không đi viện nữa hả chị? Không đi viện, nói chung là từ khi lập cái này lên là ông không đi bệnh viện, bắt đầu từ tháng Giêng á, tháng Giêng năm 2021 á, cho tới cuối tháng 8 là năm 2021 là tháng âm á, là anh không có đi xuống lên xuống bệnh viện nữa. Là mấy cái tháng ấy thời gian đấy là bắt đầu dịch nói chung là thuốc đồ, Sài Gòn đồ nói chung năng rất khó khăn. Nên bắt đầu anh cũng có cái bệnh nền nữa, sẵn đấy cái anh suy yếu rồi cái anh mất. Dạ, vậy thì ông xã chị mất lâu chưa? Mất hầu cuối năm 2021. Vậy là hơn 2 năm rồi ha? 2 năm, nay 2 năm ạ. Em với chị đi vô đi. À, phía trước này có phải là cái mộ không chị? Trước đấy là cái mộ, mộ hồi xưa. Hồi giờ con cháu nó có điều kiện á, nó xây bao lại đó khỏi lạc. Trời ơi, xây mấy viên đế lại ha. Xây bao lại đó cho khỏi lạc. Có nghĩa là sau một cái thời gian mưa xói mòn nữa rồi sợ là không có thấy cái phần mộ nữa phải không chị? Ủa chị ơi, hình như phía sau đây là mộ nữa phải không? Thì vậy đấy là hồi xưa kia go mà. Ôi trời đất ơi, vậy là gia đình mình sống mà là ở đây là nghỉ địa hả? Thì hồi xưa kia là cũng đeo đấy, mình cũng biết bây giờ mình làm dâu đây mà đeo biết. Giờ cho mình ở với cha mẹ. Chị nói lớn lên. Ở với chung với cha mẹ nói chung là không có được. Rồi ra về đây rồi nói chung là mình cũng xin phương, mình cũng bươn trái. Rồi mình làm mình ở sống trên đất này cũng mười mấy năm rồi. Vậy là lúc trước á, là hai vợ chồng lấy nhau á, là không phải ở đây? Ở nhà cha mẹ. Nhưng mà ở với cha mẹ không được, anh em đông lắm, ở không được. Rồi vợ chồng mới ra đây. Rồi khi mà ra đây thấy xung quanh nhiều mộ như vậy mình có sợ không? Tại vì xung quanh thì có thì mình cũng sợ chứ, mà trong khung vườn đất của mình thì không có. Tại vì người ta nó cũng lấy đất á, nó lấy cốt đồ gì đi đâu mất hết rồi, cũng như cái đám mai phía dưới đây nè, nó cũng không có. Nhiều khi lấy nhưng mà còn ở dưới đất mình biết không? Đâu biết. Cái chuyện đấy là mình không có biết, nhưng mà giờ mình khô quá, giờ mình ở cho giờ mình cũng đâu biết đâu, mình cũng đâu có quậy phá ai đâu. Nói chung là giờ mình cũng cứ ở xin ở tạm ở cái vậy cho mình cũng đâu có biết được. Vậy là những cái khoảng thời gian đầu khi mà hai vợ chồng chị vào đây á, là mình có gặp những cái hiện tượng lạ gì trong cái khu vực này không? Không, nói chung là không, tại vì hầu ra đi ở đây là cũng hỏi thêm nhiều người nữa là cái miếng đất của mình, nói chung là hầu xưa kia là ở khu đây là cũng như là cái nhà trang vậy đó. Người ta nào lấy cốt đi rồi, nói chung là cái khu đây là nào lấy sạch rồi. Cho nên là cũng hỏi thêm nhiều người, hầu nào cũng có cái mộ người thân của ông của nào năm đây nè. Mình cũng hỏi nào nói là hầu đấy xã phường nó đưa giấy lại, nói chung là người ta lấy hết. Xung quanh bốn phía của mình thì còn rất là nhiều, nhưng mà trong cái khung vườn đất của mình thì nói chung là người ta lấy hết rồi. Cái chuyện mà nó có con lạc ở dưới không là chuyện đấy mình không biết. Người ta bảo là không biết là không có tội phải không chị? Dạ, trời. Thôi em với chị vào trong trò chuyện. Cũng hơi sợ cả nhà, có nghĩa là thật ra thì đối với chị thì bây giờ không có còn sự lựa chọn nào hết, cho nên là mới quyết định là ở đây. Chứ còn nếu mà thực sự mà có điều kiện thì đâu ai mong muốn ở đây phải không chị? Thiệt. Cả nhà xem cái này là cũng không thể nào gọi là cái nhà được luôn á. Cái này giống như cái chỗ nơi ở tạm á cả nhà. Năm mẹ con, giá trị nhất là cái chiếc tủ lạnh cũ, chắc nó cũng gần hư. Không cần đâu chị, không cần mở quạt, đừng có mở quạt. Cái cửa mà dùng cái miếng tôn mà cũng rất là lâu đời rồi, cái loại tôn mỏng rồi nè, mà nó ấy rồi cả nhà, nó rách hết rồi. Vậy thì thật sự là nếu mà ăn trộm mà nó vào đây chắc nó cũng khóc luôn á, đâu có cái gì đâu để lấy. Chúng là nhà đâu có cái gì đâu đáng giá đâu. Nó vô nó thấy là nó bỏ đi thôi chứ có cái gì đâu mà lấy. May ra thì vô đây ăn trộm hoa hay là ăn trộm mấy cái loại gia cầm gia súc thì may ra.
Hồi nãy chị nói là chị có bốn đứa con. Vậy thì đứa lớn nhất bao nhiêu tuổi rồi chị? Đứa lớn nhất là này 16 tuổi á, tuổi hợ. 16 tuổi, đang học lớp 10 hả? Năm. Dạ. Còn đứa nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi? Nhỏ nhất là 19 tuổi. Trời, bốn đứa mà xem tuổi nhau, đang trong cái quá trình mà phát triển, ăn học, rồi một mình chị lo, làm sao mà bươn chải được hết? Thì giờ cũng lay lắc vậy, con còn lay lắc vậy chứ giờ làm sao mà cho được. Có bao giờ mà thiếu ăn không chị? Có chứ, nhiều lúc con đi học kèm, học đồ, tiền đóng tiền này tiền nọ trên nhà trường á, thì nói chung là mình còn rất là khó khăn vậy, thiếu. Rồi những cái lúc mà mình thiếu thốn á, rồi mình xử lý như thế nào? Thì mình chạy mượn anh chị em làm chung với mình á. Một khi mà mình làm nhận lương ra mình có, mình gỡ lại cho người ta. À, vậy thì hiện tại là chị làm công việc gì ta? Mới xin vô vết dọn môi trường đi à. Cho con hôm kia là chị cũng đi phụ hồ phụ giường để người ta thơ mướn nhô cá lạch băng rồi vậy. Nói chung cũng làm đủ mọi việc hết à. À, có nghĩa là lúc trước là ai thuê cái gì mình làm cái đó. Kể đi phụ hồ luôn. Nhưng mà may mắn là bây giờ mình có được một cái công việc ổn định rồi ha. Dạ thì giờ cũng công việc cũng làm cũng anh chị em cũng thấy mình làm nuôi bốn đứa con ăn học. Mà giờ đi làm ở ngoài thì nói chung là lương không ổn định, lúc có lúc không. Mình thấy cũng tạo xong rồi xin cho mình vô làm công việc cho nó ổn định. Lương thấp chứ cũng tuy nó cũng không có được cao nhưng mà nó ổn định, nắng mưa đâu có lo cho mấy nhỏ. Dạ có nghĩa là hàng tháng là mình không phải lo tới cái vấn đề là mình phải kiếm được tiền hay không nữa. Lúc trước thì sẽ làm là có tháng có và có tháng không. Còn bây giờ là cố định là tháng nào mình cũng sẽ nhận một cái khoản nhỏ nhỏ như vậy để lo cho mấy đứa nhỏ. Ở đây là những cái lúc mà ngày mưa, ngày gió nó có dột không chị? Dột cho như tối hôm mưa to dột, thâu son đồ đang đỡ dột sáng cũng chưa dẹp mà. À, có nghĩa là mình dùng thâu, dùng son rồi mình hứng cái nước mưa ha. Mưa đầy bạc à. Dùng dần cho mà mưa to nó cũng thùng, nó cũng chảy. À, rất là tiếc là hôm nay khi mà Nhân đến thăm chị thì mấy đứa nhỏ đi học hết rồi, cho nên là không có gặp được. Nếu như có dịp sau mà quay trở lại thì sẽ gặp mấy đứa nhỏ và trò chuyện nhiều hơn. Vậy thì cái đất này có phải đâu phải của mình phải không chị? Đất đây thì của ủy ban phường. Nhưng mà hầu mình ra ở là mình cũng xin ủy ban phường rồi, nói chung nó cũng xét, nó cũng biết hoàn cảnh gia đình của mình nó, cho nên nó mới cho mình ở được bao nhiêu đất hết chứ. Mình ra mình ở, trước là mình ở mình sinh sống, sau là mình cũng giữ đất đây cho ủy ban vậy. Vậy là sau này mà ủy ban có sử dụng vào cái việc gì thì mình phải trả lại? Thì mình trả lại. Rồi đến lúc đó rồi mấy mẹ con đi đâu? Thì giờ cũng chưa biết, cứ bây giờ cứ ở được lúc nào ở, bây giờ cũng chưa biết. Thấy cũng bấp bênh quá ha. Dạ. Vậy thì cái chỗ này á, chị có được sửa sang lại hay là mình xây nhỏ nhỏ lại không? Thì cũng dự định, cũng ráng làm được. Có sửa sang thay lại cái máy này lại rồi. Mình cũng xây dựng lại cho nó gọn gàng ngăn nắp một xíu cho giờ con cái nó cũng lớn rồi. Bây giờ làm mình biết không đủ ăn mà có không đâu, mà có nó sửa lại cái nhà có cho con nó ở. Làm không đủ ăn chị ha. Cái nhà này nói thiệt cho em nghĩ là nếu mà có tiền là chắc không sửa được đâu. Bởi vì là nó siêu vèo cả nhà. Bây giờ sửa không biết sửa như thế nào. Nếu mà thật sự mà nói, nếu mà có được một ít tiền chắc có lẽ là thôi dỡ đi làm lại nhỏ nhỏ cho nó kiên cố cho năm mẹ con ở, chứ còn sửa lại là em nghĩ là cũng khó lắm. Sửa lại nó cũng vất vả hơn cái xây mới á. Mà thú thật với cả nhà là nếu mà xây một cái nhà nhỏ nhỏ ở đây thì nó cũng không phải là quá nhiều tiền cả nhà. Giống như chị này đang xây này đâu cần tô đâu ha. Chị chỉ cần nếu mà làm cái căn nhà lại thì làm một cái nhà hộp đó, nhỏ nhỏ xong rồi
làm kiên cố lên. Chứ cũng đâu có cần phải tô đẹp màu mè ra đâu, đúng không chị? Dạ. Bởi vì là trước giờ mười mấy năm nay mình đã sống như thế này rồi thì đâu có cần cái căn nhà nó phải đẹp đâu, nó phải chắc chắn là được, đúng không? Dạ. Vậy thì từ lúc ông xã qua đời là bao nhiêu gánh nặng là dồn hết cho chị luôn? Dạ. Vừa làm mẹ vừa làm cha luôn. Chị là chị Tùng đúng không? Phải chị? Dạ. Dạ chị Tùng. Vậy chị Tùng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 38 tuổi. À 38 tuổi ha. Bốn người con cả nhà. Nhưng không nghĩ rằng là một cái không gian nhỏ như thế này mà tới năm mẹ con sống nha cả nhà. Ở đây thì được, đây là một cái giường phải không chị? Là được một cái giường duy nhất ở trong cái góc này nè. Và trong cái giường đó thì ai ngủ trong đó? Dung vậy chứ mẹ con nằm qua này chứ chẳng đâu có nằm. Ủa vậy là mấy mẹ con nằm ngay chỗ này đất này hả chị? Trời đất ơi. Cả nhà xem cái góc học tập của mấy đứa nhỏ nhìn thấy thương ghê luôn. Cái bàn gãy rồi. Cái bàn gãy để ta do để sách vở nặng quá, tại bốn đứa luôn mà. Bao nhiêu sách vở là nó dồn lên đó hết luôn rồi. Làm gãy cái bàn luôn. Đến nỗi mà không thấy cái bếp luôn chị. Nhà chị là bếp đâu? Bếp ở dưới kia. Dưới nào ạ? À? À đâu dưới. Chị cho em xem cái bếp nhà mình được không? Chứ em thấy không thấy cái bếp đâu. Bếp nó cũng bơ bộn á. Dạ không sao, tại vì một mình chị lo hết mà. Bây giờ vừa đi làm vừa nuôi con mà bảo... Đây. À đây hả? À. Trời ơi. Đây bếp. Cái bếp nhà mình đây à. Vậy là cái bếp nó không có dính liền với cái nhà đâu cả nhà. Có nghĩa là mình muốn đi ra bếp mình phải đi vòng ra chỗ này. Trời ơi. Cái bếp mà cái bàn nó cũng gãy luôn hả chị? Trời đất ơi. Cả nhà xem cái bàn mà nó mục mà nó gãy rồi. Cũng còn may mắn là vẫn còn cái bếp ga chứ không thôi dùng củi là đốt cũng mệt mỏi á. Có bao giờ chị dùng củi không? Bếp ga thì mình còn máu dùng để cho hồi trước chứ cũng dùng củi mà. Vậy hả? Sao mà đi làm giờ trời mưa như vậy nè. Dạ. Củi ướt, dột cháy ấy, ướt hồ không có ngà nấu. Mấy cái thanh này nó cong, nó gãy hết rồi. Mà mình nhìn lên này mình cảm thấy rất là lo lắng luôn nè. Cái này gỗ ngõ tôn xi măng. Tuy là cái tôn này nó bằng xi măng nó mát nhưng mà nó nặng lắm. Làm cho cái này nó dễ gãy nè. Hiện tại là chị dùng nước gì? Nước máy hay nước gì? Giếng. Dạ. Nước giếng. Trời nước giếng hả? Mà khu này khu nghĩa địa mà chị dùng nước giếng. Nước giếng nhưng mà khu đây bây giờ người ta nấu ở đây cũng đông, nó cũng tứ cây tứ đồ nó cũng xài đây mà. Ý là chị bơm vô đây chị dùng trực tiếp hay là như thế nào? Thì bơm vô đây là đỡ mình rửa, mình giặt đồ vậy. Mình nấu ăn đây luôn? Nấu ăn là mình bơm vô phít đỡ mình nấu ăn. Còn cái nước mà uống là nước nào? Thì còn dùng nước đây luôn. Trời đất ơi! Thì mình bơm vô phít mình nấu ăn nó uống luôn, mình còn bơm dùng giếng đây luôn. Chia sẻ với cả nhà rằng là đây là khu vực nghĩa trang hồi xưa và bây giờ xung quanh đây vẫn còn mộ, còn những ngôi mộ đang còn mà mình dùng cái nước giếng mình khoan ở dưới lên, nghe cũng hơi hoang mang xíu. Ủa chị, cái này là ve chai của chị hay của ai? À, chị đi làm đi quét dọn á, lượm. À, chị đi quét rác xong rồi chị thấy ve chai rồi chị lượm luôn. Trời đất ơi. Chị sử dụng mấy cái miếng tôn này á để giống như là hình như là chị để dành á đúng không? Chị để dành rồi nếu mà chị có đủ tiền á là chị làm lại cái máy khác á đúng không? Tại vì nhìn như thế này là chắc chắn rằng là chị để dành luôn. Nhưng mà chị dựng lên như thế này á, với một cái lý do là theo như nhân nghĩ rằng là để cho cái những cái sắt này nó khỏi bị sét. Nếu như mà chị để nằm xuống dưới đất như thế này á, thì mấy cái sắt này nó tiếp xúc với đất, mưa lâu ngày nó sẽ sét.
Còn khi mà chị dựng lên như thế này thì mưa nó trôi đi hết rồi, nó đỡ hơn. Mà Nhân nghĩ rằng là chắc những cái tôn với sắt này chị cũng để dành lâu lắm rồi phải không chị? Chị để đây bao lâu rồi? Đây cũng 2 năm rồi. Để 2 năm rồi ha, mà vẫn chưa dám sửa nhà. Chưa. Dạ. Phía bên kia cũng được mấy miếng tôn nữa nhưng mà cũ và như ai cho chị phải không? Dạ, nhìn thấy mấy cái tôn nó mục là mình biết là tôn cũ rồi. Tôn này thì cũng cũ rồi nè cả nhà, bởi vì mình thấy người ta bán vít rồi. Đây nè, tôn cũ người ta cho nè, với lại đây cũng là cũ nè. Người ta bắt vít rồi, cho nên là người ta không có sử dụng nữa, người ta mang qua người ta cho. Người ta cho hay là chị mua? Cho, con em kia nó thôi nha, nó ở, nó làm cái mái á. Dạ. Xong một cái chủ nhà họ đòi nhà lại, ok, nó dỡ đi, giờ bán cũng có bao nhiêu mà cho mình. Cái công việc mà đi quét rác của chị á, là chị đi làm vào cái khoảng thời gian nào? 3 giờ chiều là bật đầu ở nhà, bật đầu mình chuẩn bị mình đi. Rồi chị làm đến mấy giờ chị về? Tùy theo trường hợp rác, lửa đấy nào mà lá cây nó rụng nhiều thì mình làm giờ cỡ tầm 1:30, 2 giờ là xong. Mình làm mình về tới nhà 12:30, 1 giờ kém. Bữa nào sớm ấy thì 11 giờ. 11 giờ làm bật đầu mình quét mình đã cổ giờ 7 á. Dạ. Là bắt đầu mình cắt đồ đạc hết là 11:30, mình về tới nhà 12 giờ kém. Mình làm từ 3 giờ chiều đến tầm khoảng cỡ gần 12 giờ đêm về tới nhà. Và những cái buổi sáng là mình sẽ được nghỉ. Dạ. Vậy là ngày nào cũng như ngày đó hả chị? Ngày nào cũng như ngày đó. Khi nào mà nhà mình có công việc vậy thì dạ. Con cái học mình có đi học đồ cho con thì mình xin nghỉ. Mà nói chung là trường hợp mình nghỉ thì công ty nó cũng đang thiếu người, nó cũng ít cho mình nghỉ. Ủa, vậy là chị làm công ty tư nhân hả? Công ty, vô công ty môi trường rồi mình, của nhà nước mình đi chứ. Dạ. Vậy thì có bao giờ mà những ngày mưa, ngày gió rồi mấy đứa nhỏ nó có tâm sự gì với chị không? Thì nói chung mà ban ngày thì con nó đi học trưa về ăn cơm có buổi trưa không à. Trong duyên nghề con, ví dụ đi học, có chuyện gì nhà trường cô giáo dạy nói vậy. Thì này giờ ăn cơm, ăn chung bữa cơm thì con nó nói. Ví dụ mình có con gặp cô giáo, thầy giáo có liên hệ trao đổi công việc gì thì mình chỉ có thời gian là trao đổi qua điện thoại thôi. Chứ mình cũng không có thời gian. Còn buổi tối thì chiều 3 giờ mình đi con nó học chưa mà. Dạ. Khi mình về thì con nó ngủ hết rồi. Vậy là mấy cháu nó những cái bữa tối là tự lo. Vậy là mình chỉ có 3 giờ là mình đi làm tới khuya mình về thôi. Rồi ở nhà là mấy chị em, mấy anh em là tự cơm nước với nhau. Thấy cũng thương quá ha. Vậy là chị có mấy gái, mấy trai? 3 trai, 1 gái. Dạ. Vậy thì khi mà mình về cái khu vực này mình sống, chị có cảm thấy hối hận không? Thì mình còn muốn cho mấy giờ số phận như vậy thì mình phải chấp nhận cho do mình biết mình. Dạ. Đâu biết nói sao mà. Đôi khi cũng thương con ha. Mình cũng muốn cho nó có được một cái nơi ở cho nó giống như người ta, nó bằng bạn, bằng bè. Nhưng mà số phận không có may mắn với mình. Ở như cái này lỡ cái mùa mưa bình thường thì không ấy, nhưng mà lỡ mùa bão rồi sao chị? Thì mình đi làm nhưng mà mình còn vẫn lo lỡ mà bão táo sập mấy mẹ con không biết ở đâu. Trời. Đi làm nhưng mà mình trong thân tâm mình mình cũng lo lắm. Như lúc đi làm mà ở ngôi đường mà trời mưa to ấy, mình nghĩ mình nó không biết cái nhà con mình nó ngủ chưa, như mưa to vậy lỡ giọt chị con nó ngủ rồi nó không biết rồi hứng. Mà khi mình về bước hết rồi trời đeo con nó nhầm. Đi làm mình cũng lo, mình cũng tui đó. Dạ. Mà cái điều mà em sợ nhất là chị biết gì không? Là khi mà mưa gió đến là điện. Cái nhà xem là bởi vì căn nhà rất là đơn sơ đó, cho nên là những cái dây điện chằng chịt như thế này nó rất là nguy hiểm. Khi mà mưa lớn đó, là nước nó thấm vô trong tường, trong nhà này. Rồi dây điện nó cũng hở nữa nè. Cả nhà xem đây nè. Phít cắm nó hở là thấy không? Rồi dây điện cũng nối rất là nhiều chỗ như thế này. Mà các em nó còn rất là nhỏ.
rồi không biết là mưa gió lớn rồi là không biết các em nó có xử lý được cái gì hay không. Đúng là đôi khi một cái mái ấm gia đình cũng cần có sự chung tay của một người đàn ông, mà bây giờ không may mắn là ông xã chị đã đi rồi. Nếu như mà ở đây mà xây dựng thì địa phương người ta có cho không? Thì nếu mà chị có tiền thì chị cũng làm một cái đơn, chị cũng xin ra phường cũng xét qua hộ cái hộ của chị, cái hoàn cảnh thì chị xin hộ. Nói chung mà mình cũng không có được cắt lớn như mình mong ước, nhưng mà mình cắt nhỏ nhỏ thì mình theo mình nghĩ thì chắc người ta cũng cho, chứ tại vì hồi chứ giờ 4-5 mẹ con mà ở vậy, lỡ mưa bão tới nó sập làm sao, cho nên cũng nguy hiểm. Thì phường đồ nói chung là thì người ta cũng biết, nhưng mà tại vì mình sống ở trên đất đấy là phường là không có cho được mình cái diện mà hộ nghèo mà nhà nước mà hỗ trợ cho được mấy chục triệu á, cho nên là mình sống đấy là phường là không có cho được. Chỉ có mà mình làm có mình cắt hoặc là anh chị em hỗ trợ thì mình xin mình cắt thì được, chứ còn phường không có cách nào mà hỗ trợ cho mình cắt được. Dạ, tại vì bởi vì là mình đang ở trên đất của phường hả chị ha. Ví dụ như khi mà mình có xây lên, mình ở khoảng cỡ 10 năm hay 15 năm gì đó, nếu mà địa phương họ có cần sử dụng cái khu vực đất này thì mình phải trả cho người ta. Rồi đến lúc đó là mấy mẹ con ra đường ở. Thì lúc đấy đi đâu thì lúc đấy thì tới đấy thì hay chạy vô mình cũng đâu biết được. Dạ, thì nếu mà bí quá thì là sẽ ở nhà trọ. Dạ. Dạ, bởi vì là cuộc sống chị là không có đất cát gì cả, ở tạm bờ như thế này thì nếu mà có lấy đi thì chắc là mấy mẹ con, năm mẹ con là phải ở trọ suốt đời luôn á. Nhưng mà cái việc trước mắt á, là lo sợ cái nhà này nó sập cả nhà, lo sợ cái mái ấm này nó sập nè, cho nên cũng hy vọng rằng là sắp tới á, là chị sẽ có điều kiện để dựng lên một cái nhà nhỏ nhỏ cho nó chắc chắn hơn cái nhà này một xíu. Cho thấy cái nhà này nó siêu vẹo quá. Mà đúng là mấy anh thợ anh cũng có tâm. Anh xây cái tường mà nó méo đi, nó méo đầu này, nó méo đầu kia. Thì lúc đầu mình có chia sẻ đó, bởi vì là anh xây giúp mà, mình đâu có đòi hỏi được phải không chị? Hồi đó là hai vợ chồng dựng hết cái nhà này lên là bao nhiêu tiền? Chúng mình lâu rồi mình cũng không nhớ. Lâu mình cũng lo làm nhưng mình cũng giờ cũng à. Nhưng mà hồi đó chắc là khi mà dựng lên đây chắc cũng mượn tiền làm á ha? Dạ cũng mượn tiền rồi. Rồi nếu mà bây giờ có được một điều ước thì chị sẽ ước điều gì? Thì nếu mà có một điều ước thì chị cũng ước mong làm sao cho có tiền đó mà sửa cái nhà lại, cho nó ngăn nắp, nó cao ráo lên, cho thoáng, cho có cô các con nó ở đi học thì có cái chỗ đi chung vô chung ra, cho nó các con nhà nó thoải mái. Giờ con cũng lớn rồi mà nhiều lúc bạn bè muốn đến nhà chơi thì tụi nó từ chối, tụi nó nghỉ nhà mình về, mà bạn bè tại cho con thấy ngại lắm. Con bạn con nó đòi tới nhà mình biết à, mà con không có cho. Cái bạn con nói nhà mì dù gì lớn nhỏ gì cũng cho tụi ta tới chơi, chả biết cái gì mà không cho. Nó nói không, nó không cho, như vậy là nói mình nó cũng túi. Thôi chị Tùng ơi, như thế này, được sự chia sẻ của mấy chị em ở Phú Yên á, thì em mới biết được là hoàn cảnh của năm mẹ con chị sống ở đây á, thì cái căn nhà nó sắp sập rồi. Mùa này là mùa mưa, chuẩn bị vào cái mùa lụt. Hy vọng rằng á, thì sẽ có cô chú giúp đỡ mình để mình làm sớm nhất có thể, để trong cái mùa mưa này nó không, gia đình chị không phải cái chịu cảnh mà mưa dột rồi phải lo sợ nữa. Thì nhưng mà trước mắt á, thì ngày hôm nay khi mà đến thăm chị á, thì em sẽ trích một cái ít tiền của Mạnh Thường Quân á, em biếu cho gia đình để chị lo cho mấy đứa nhỏ có ăn uống đi học. Ngày hôm nay thì Nhân đến thăm chị, thì Nhân xin phép chị Mai Linh và gia đình ở bên nước ngoài á,
thì sẽ gửi tặng cho chị một cái khoản tiền, đó là 2,5 triệu. Và Nhân cũng tặng chị thêm 500.000 nữa, là số tiền là thành 3 triệu. Trước mắt thì chị nhận cái số tiền 3 triệu này kìa nha. Rồi em xin phép em gửi lại chị ạ. Xin cảm ơn Nhân, cảm ơn gia đình chị Linh cũng hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình mình cũng thấy mạnh mẽ hơn, cháu cũng cảm ơn rất nhiều. Dạ, thôi thì bây giờ cũng trưa rồi, để chị lo bữa cơm cho mấy đứa nhỏ xíu, nó về nó ăn cơm rồi nó tiếp tục đi học. Còn bây giờ thì em xin phép em đi. Nếu như mà đủ duyên thì em sẽ quay trở lại, em giúp gia đình mình sửa cái nhà nghe. Cái đó là còn chờ vào sự nhân duyên nữa. Thôi chị cứ cố gắng, rồi mình cứ tiếp tục đi làm, rồi mình lo cái cuộc sống hàng ngày, rồi lo cho mấy đứa nhỏ nó học hành rồi đến nơi đến chốn. Thì thôi em đi nha, chúc chị sức khỏe nha, bữa sau em ghé lại. Thật sự khi mà đến đây cả nhà, mình cảm thấy cái không khí ở đây nó rất là trong lành nè. Rồi núi non ở đây nó bao vây. Thì xung quanh đây thì không có tiếng xe cộ, không có tiếng ồn ào. Chỉ nghe tiếng côn trùng thôi cả nhà. Hoa. Rất yên tĩnh luôn. Thật sự thì Nhân cũng rất là thích những cái không gian mà nó yên tĩnh như thế này. Mình không thích sự ồn ào, náo nhiệt. Mình thích những cái nơi mà giống như làng quê ở đây nè. Những cây hoa mai rất là đẹp. Ở đây thì ngoài cái sự yên tĩnh ra thì nó kèm thêm những cái điều tâm linh nữa nè cả nhà. Xung quanh là mộ nè, thấy không? Cho nên là sống ở đây cũng phải bỏ qua những cái suy nghĩ tiêu cực. Mình phải suy nghĩ tích cực lên một xíu, mình mới có thể sống được ở đây nha cả nhà. Rồi, ngày hôm nay khi mà đến thăm chị Tùng sống cùng với lại bốn đứa con nhỏ ở một cái căn nhà mà nó gần sập rồi, thì mới thấy được rằng là trong cuộc sống của chúng ta ở đâu đó còn rất là nhiều những hoàn cảnh rất là cơ cực cả nha. Thôi thì ngày hôm nay Nhân ghé Nhân chia sẻ câu chuyện của chị Tùng để mà giúp đỡ được phần nào đó trong cuộc sống cho mấy mẹ con. Và ngày hôm nay Nhân đến Nhân thăm thì Nhân xin phép gia đình của chị Mai Linh là gửi tặng cho chị Tùng 2,5 triệu. Để mà hỗ trợ chi phí sinh hoạt ăn uống cho các con của chị. Còn cái vấn đề mà sửa nhà thì đó là tùy thuộc vào cái duyên nữa cả nhà. Thôi thì Nhân xin phép là kết thúc video ở đây. Nếu mà cả nhà xem thì đừng quên, nếu mà có muốn mua trầm ủng hộ thì hãy liên hệ ở cái số điện thoại mà Nhân để trên màn hình đó. Thì cả nhà nhắn tin, để lại tin nhắn ở trên Zalo cho Nhân nhé. Bởi vì là công việc của Nhân nó cũng hơi bận, cả nhà thông cảm, nhiều khi gọi điện sẽ khó có thể nghe máy được. Vì vậy Nhân sẽ tư vấn sâu. Thì một lần nữa thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã đồng hành cùng với Nhân. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video sau nhé. Bye bye.